của các quân sự của thị trấn Tam Quan chúng ta cũng có sức mạnh. Tôi cũng xin trân trọng cái bài gần như học một lần là có các em học sinh lớp sáu. Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ, ai bảo Trăng Châu là đô, tôi mơ màng cách mạng bùng lên rồi kháng chiến. Vậy cái sự phồn thịnh phát triển đi lên của bất cứ quốc gia nào, nhưng mà làm sao chăng nữa đều phục vụ cho một quốc gia và một nước. Ai cũng đều là có muốn điều đó là cái quy luật tất nhiên cũng như các vị bạn thầy chúng ta luôn luôn là muốn học sinh tốt chất lượng tốt là trung học cơ sở Tam Quan nhân tham dự.